Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, sáng nay tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh cái chủ đề là nguyên do dẫn đến chiến tranh. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Wow, ông là nói chiến tranh, chiến tranh à? Chúng ta cùng mở trong lời của Chúa Trời được chép trong Samuel thứ 2, đoạn thứ 10. Samuel nhì đoạn thứ 10, chúng ta đọc lời của Chúa từ câu 1 đến câu số 5. Chúng ta biết là cái nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Quý vị sẽ đọc lời của Chúa, chúng ta cùng dò theo. Amen. Xin Chúa Bạn Thánh, chúng ta cùng đồng mở trong Samuel thứ nhì đoạn thứ 10 từ câu số 1 cho đến câu số 5. Xin Chúa Bạn Thánh, chúng ta cùng nhau đứng lên. Cảm ơn Chúa, tôi xin phép được đọc lời của Chúa. Sau việc ấy, vua dân Amon băng hà và Hanun con trai người kế vị. David nói, ta muốn làm ơn cho Nahum con trai của Nahash như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy David sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người. Các tôi tớ của David đến trong xứ của dân Amon, nhưng các quan trưởng của dân Amon nói cùng Nahum chúa mình rằng, ông tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng ông là tôn kính cha ông sao? David sai những tôi tớ người đến cùng ông, há chẳng phải vì muốn xem xét thành Do Thám đặng phá diệt đi chăng? Vậy Nahum bắt các tôi tớ của David cạo phân nửa râu họ, cất phân nửa áo cho đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại việc này cùng David, người bèn sai kẻ đi đón mấy người ấy, vì họ đã lấy làm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng, hãy ở tại Jericho cho đến chừng râu của các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi sẽ trở về. Amen. Chúng bạn Phước Hội Thánh, chúng ta cùng nhau ngồi xuống. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Huyền. Ở Việt Nam chúng ta có một câu rằng là cây thì cũng lặng mà gió thì không chịu ngừng. Tại đây chúng ta sẽ thấy rằng David là một con người đầy dẫy tình yêu thương. David là một con người rất chi là quan tâm từng chi tiết và cảm thông và giúp đỡ những người đang gặp phải nan đề. Kinh Thánh bảo rằng là sau những cái việc đó đó thì vua dân Amon băng hạ là qua đời á. Việc David thấy một cái người cùng cấp cấp của mình qua đời và David muốn bày tỏ một cái sự quan tâm, muốn bày tỏ một sự cảm thương và muốn bày tỏ một cái điều gì đó là hiếu hòa, và David sai người đi đến để giữ đám tang. Tôi nói vậy cho quý vị hiểu. Và đem quà cáp đến để chia buồn hay là trong đám tang đó. Nhưng mà mỗi tội tại đây là những người mà gọi là họ nín thần, và những con người gọi là cố vấn mà cố vấn không đúng thì nói với vua rằng đó là gì? Ôi, ông tưởng chừng là David đến đó mà làm hòa với ông rồi chia buồn ông không? Không phải đâu. Ông này đến đó là mục đích là đưa người đến Do Thám để đánh nước của ông, của vua, và làm cho ông Hô-rơ này nghi ngờ, ông Hô-rơ này nghi ngờ về David, và làm cho ông vua này, làm cho David cảm thấy như một cái người đó không phải là người tốt nữa, mà đây là người xấu. Từ cái con người đang tốt mà chỉ cần một lời cố vấn hay một cái sự nghi ngờ hay là một sự hiểu lầm đã làm cho từ hòa bình trở thành chiến tranh, khơi nguồn chiến tranh. Và nhân dân Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện điều này rất là sáng sớm nay. Tôi cầu nguyện cho những con người nào đang có mặt tại đây. Nếu lòng quý vị đầy dẫy tình yêu thương, lòng quý vị đầy dẫy những sự cảm thông, lòng quý vị đầy dẫy những sự chan hòa, hòa bình, mà cách nào đó Satan, ma quỷ hay là xác thịt hay là những con người mà cạnh tranh đứng phía đằng sau mà gieo những cái mồi chiến tranh, làm cho người ta nghi ngờ và cuối cùng làm tổn thương David thế nào, thì tôi cầu nguyện cho anh chị em nào đang bị tổn thương, nguyện xin Chúa ngày chữa lành cái thương lòng của quý vị. Và tôi suy gẫm chỗ này, tôi thấy rằng cũng có nhiều người, ông chồng một ngày kia thì ổng mua một bó hoa về ổng tặng cho vợ trong cái ngày 8 tháng 3. Và ông chồng này là người bạn của tôi và nói là chú Phong ơi, tôi nghe những lời giảng và tôi nghe những lời chia sẻ như vậy, tôi muốn quan tâm đến vợ tôi. Và ông chồng mua về cho một người vợ một bó hoa. Và khi mà bước vào trong nhà thì thay vì người vợ nở một nụ cười thì người vợ bắt đầu nhìn chồng mình với một cặp mắt
đầy sững sờ và nghi ngờ. Thì bây giờ có một cái người hàng xóm vui miệng thôi, nói như vậy nè: ổng có mèo có mở bên ngoài á, cho nên đây đó là bây giờ ổng muốn cho mày á là không có giận ổng đó, cho nên ổng mua hoa ổng chuộc tội đó. Trời ơi, tôi nói một lời thôi, thế là chiến tranh xảy ra ngay lập tức. Cô vợ đó cầm một bó hoa làm gì quý vị? Ném nó bùm xuống đất, cha 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 này, chỉ thắng mặt ông cút ra khỏi nhà này. Trời ơi, cái lòng tốt của người ta chỉ cần một cái lời xen vô một người bên cạnh đã đem ra sự hiểu lầm. David tốt hay xấu tại đây đây? Ông bày tỏ sự cảm thông, sự mất mát của người đồng hàng của mình, và ông tìm cách là sai người đến để đi dự đám tang để an ủi. Nhưng vì những người khác họ đã xen vào, họ nói là gì? Không phải đâu David ơi, ông này đến để dò thám, tìm cách để đánh vua đó. Ngay lập tức ông vua này ổng sai những người khác bắt những người của David làm gì quý vị biết không? Người Do Thái là rau nhiều lắm, cái rau nó tượng trưng cho là sức mạnh á. Để rau không phải là giàu, để rau biết là bà đàn ông, để rau không phải là phong, để rau cho biết là không có tiền đó, mà nó có nhiều cái đó, nó làm cho oai phong của một người đàn ông có rau. Cho nên đối với người nước ngoài có rau mới là oai, còn chọc lóc như vậy là gì, giống như là nam vô tử như kỳ vô phong vậy. Cho nên nó là đàn ông mà không có rau là yếu lắm, đối với người Do Thái là vậy. Nhưng mà người Việt Nam mình thì không cần thiết điều gì đó. Cho nên mấy người này chơi một cách là gì? Bóc và cạo rau một nửa thôi. Cái gì thất kỳ không? Cả chữ tư. Cái chữ tư trong này, cả chữ tư cho rau. Từ đây, cạo lên như cạo nửa thôi. Rồi áo của người Do Thái mặc là áo dài không gì? Làm gì không? Cắt nửa thôi. Và làm cho một cái điều gì đó, làm trò hài cho thiên hạ. Và tôi nhớ lại ông mục sư Hãng A Xà ở ngoài xin xứ hồ, ổng kể là đã làm trong thời kỳ đó. Bây giờ cái số của ổng là chơi xì ke hết, hút xì ke hết, vì trước đó chưa tin Chúa lắm. Nhưng mà sau khi bắt đầu họ nghe được lại nguồn sống, họ tin chúa xong thì ông kêu những người em của ông xuống để thay đổi cuộc sống và trở về trở thành người lương thiện đó lại. Thì đang trở về như vậy thì ăn uống rồi quyết tâm cai xì ke để trở lại với Chúa. Thì bây giờ đang xuống như vậy thì vẫn còn mới, cho nên chưa có cai hết, thì đi ra ngoài tiệm hớt tóc. Hớt tóc thì ông tiệm hớt tóc ông mới cắt một bên. Cái tóc ở ngoài ngoài kia là trong thời kỳ đó là dùng kéo cắt một bên. Mới có một bên là công an ập tới. Thế là mấy ông này chạy vào trong rừng. Thì cuối cùng tóc thì mới hớt một bên, cái gì có một bên, còn một bên thì còn dài lâu. Cái làm trò cười. Và tôi thấy được hình ảnh đó là những đề tớ của David nằm trong tình trạng giống như vậy. Làm cho David bị tổn thương và làm cho David cảm thấy bị xúc phạm và hiểu lầm về cái lòng tốt của David đối với người vua bên cạnh tại đây. Và nhân danh Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện cho những người đang có mặt ở đây. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho tôi và anh chị em làm việc gì xảy ra, chúng ta cần cẩn thận, chúng ta cần bình tĩnh, khoan nghĩ xấu về anh em của mình. Amen. Khoan nghĩ xấu về bạn đồng lao của mình. Từ từ đã, chuyện gì còn có đó. Có một lần chuyện nó qua lâu rồi, nhưng bây giờ tôi xin nhắc lại để cho anh chị hiểu. Một ngày kia thì hai vợ chồng tôi cũng sốt sắng, thấy một cái tổ chức nọ thì mỗi lần nhóm xong thì cho người cái bánh mì chút xíu vậy, rồi ăn uống cực quá, rồi bị nhiều vấn đề lắm. Lòng của chúng tôi sốt sắng, chúng tôi bỏ tiền ra, chúng tôi nấu ăn nhiều lắm, rồi thịt kho nữa, thịt kho dưa cải nữa, rồi chúng tôi nấu làm đồ ăn quá chừng như vậy, rồi mời đến đây để rồi cầu nguyện xong chúng tôi đãi. Chúng tôi làm tất cả bằng cả tấm lòng, mục đích là làm gì? Gây dựng thân thể của Đấng Christ. Chúng tôi làm tất cả mọi chuyện với mục đích là muốn chia sẻ gánh nặng của ông mục sư trưởng. Nhưng mà có một người nói rỉ tai với người khác là Phong Hiền đang lấy lòng cái ông đó, ông trưởng đó, để hạ tôi xuống đó. Muốn lấy lòng. Và đâm ra bắt đầu từ đó mấy ông bên dưới bắt đầu nghi ngờ, đừng có tới nhà Phong Hiền ăn cơm nữa nha. Làm cái lòng tốt của người ta đâm ra sự nghi ngờ. Và tôi học được bài học này là David cũng đã từng bị tổn thương, chính Chúa Giêsu cũng đã từng giúp đỡ người ta mà người ta cũng đã từng nghi ngờ Chúa. Thì tôi và anh chị em không thể nào tránh được những lĩnh vực này. Cho nên buổi sáng hôm nay một lần nữa, nếu những người chồng nào đã từng nghi ngờ về tình thương của người vợ tốt của mình, hoặc những người vợ đã từng nghi ngờ về tình thương người chồng tốt đối với mình, thì buổi sáng nay đây là cơ hội để chúng ta tỉnh táo lại. Hãy nhận biết đâu là kẻ thù và đâu là anh em thật của chúng ta. Amen.
Có nhiều lúc những người hầu về Chúa sốt sắng quá, thì nhiều lúc chúng ta sốt sắng, mà cái lòng sốt sắng chúng ta mà khiến cho người ta sinh ra nghi ngờ. Cho nên sau này chúng tôi học được bài học rằng chúng ta sẽ hết lòng làm việc, nhưng có những lĩnh vực xin Chúa giúp cho chúng ta cần phải có sự khôn ngoan. Nếu chúng ta không có sự khôn ngoan, chúng ta trải hết lòng, trải hết ruột, chúng ta làm hết lòng, thì cuối cùng người ta nghi ngờ một cái thì chúng ta bị tổn thương. Tôi chia sẻ đến đây thì tôi không biết có một người nào đang có mặt ở đây đã từng làm tốt với người ta mà người ta hiểu lầm khiến cho chúng ta bị tổn thương, có ai bị chưa? Có. À, cũng có được 3-4 người, còn mấy người chưa có. Dạ. Thì tôi cầu nguyện cho những người bị tổn thương, xin Chúa Ngài chữa lành tấm lòng quý vị giống như Ngài chữa lành cho David tại đây. Amen. Tôi đọc đó lại lời của Đức Chúa Trời cho anh chị nghe. Sau việc ấy, vua Amon băng và Hu Hanun con trai người kế vị. David nói, ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahat, tức như là Nahat bị qua đời rồi, và Nahun kế vị, như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy David sai tôi tớ mình đến an ủi người về sự chết của cha người. Các tôi tớ và David đến công sứ của dân Amnon, nhưng trong quan tướng của Amnon nói cùng Hanun chúa mình rằng, ông tưởng rằng David sai kẻ an ủi đến với ông là tâu kính cha ông sao? Không phải như vậy đâu. David sai những tôi tớ người đến cùng ông á, há chẳng phải là vì muốn xem sự thành do tháng đó đã phá diệt đi chăng? Đã là khơi nguồn chiến tranh. Nha, khơi nguồn chiến tranh. Vậy, Hanun bắt các tôi tớ của David cạo phân nửa rau của họ, cắt phân nửa quần áo cho đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại cho David, người bèn sai kẻ đi đốn mấy người ấy vì họ thấy làm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng, hãy ở tại Jericho cho đến chừng rau của các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi sẽ trở về. Đây là một con người David, trong lúc ông bị tổn thương, trong lúc ông bị gặp những sự hiểu lầm như vậy, nhưng mà ông cũng rất là nhẹ nhàng nha anh chị em. Ông cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà phía dưới sau giờ này tôi sẽ đọc cho quý vị rằng, khơi nguồn chiến tranh là do ai khơi nguồn, và hậu quả của những người khơi nguồn chiến tranh sẽ gặp những điều gì. Và chúng ta biết rằng David không phải gặp đây là một lần đầu tiên, nhưng mà chúng ta nhớ câu chuyện của Naban đó. Naban có những bầy chiến, bầy lừa, bầy ngựa thả ở trên núi ăn. Nhưng mà bây giờ sao? Quân lính của David đến bảo vệ và gìn giữ nguyên bầy chiên, bầy lừa, bầy ngựa của David, không có một con nào bị quân thù cướp phá. David cực kỳ tốt đối với Naban. Nhưng mà hôm đó quân lính của David đông tới 600 người mà thấp lương thực, thì David sai người đến nói với Naban đó là quân lính đã bảo vệ chiên bò đường của ông rất là tốt, bây giờ quân lính đang đói bụng như vậy á, xin ông cho họ ít lương thực để họ ăn. Thay vì David sai lính làm gì quân chiên? Nhào vô bắt chiên, bắt ngựa là thịt ăn được không? Naban có đánh lại không? Không thể được. Nhưng David là một con người lịch sự, ông tôn trọng và ông giữ được một cái phẩm cách của ông, và ông đến ông nói như vậy. Nhưng Naban chửi những người đệ tử của David. David là ai? Cái tên phản chủ kia. Tại sao tôi phải cho đồ ăn cho David chứ? Ông nói dữ vậy á, ông đem rượu ra ông nhậu. Ông vừa nhậu, ông vừa ăn, ông vừa rủa xả người của David. Mấy người của David đi về không có một chút lương thực nữa. Thuật lại cho David mọi việc Naban đối xử với mình vậy. Lòng nóng nảy của David bừng 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 nổ lên. Ông sai tất cả làm gì? Mài gươm, mài kiếm. Đến ông nói là trong ngày hôm nay mọi tài sản của Naban sẽ không còn một cái giày hết. Ông nóng giận mà ông muốn đến thủ tiêu hết tất cả tài sản của Naban, cả gia đình của Naban. Nhưng mà bây giờ có Abigail là vợ của Naban. Bà là một con người đầy dãy sự khôn ngoan, một người nữ đầy dãy những sự sáng suốt, một người nữ đầy của sự tâm lý, một người nữ của sự rộng rãi. Bà biết như vậy, bà âm thầm, bà bắt những con dê, bà làm thịt, bà đem bánh, đem nước nho, bà đem đầy đủ, sai người chạy đến đón David và gặp David ở giữa dọc đường. Nếu như bà Abigail này mà không kịp thời á, và không đem lương thực đến đó thì sao? Trong lúc bây giờ chồng con nhà cửa tất cả tài sản của bà sẽ bị tiêu tan, bởi vì 600 người này đang tức giận này anh chị em. Nhưng mà rồi cuối cùng David nhận chủ lễ đó, bởi nó David nó vì Gabi Abin này mà ông tha thứ cho Naban và ông kêu quân lính trở về đem sự hòa bình. Và sau đó thì Naban đang ăn nhậu thì tự nhiên xét đánh chết luôn. Ông bị tai biến mạch máu não hay sao đó, bật ngửa ra và chết luôn. Không, kinh thánh nói như vậy mà đúng không? Ông bật ra và ông bảo bị qua đời luôn. Và David không cần trả thù. Cho nên David rút kinh nghiệm đó. Cái chuyện này xảy ra, David không có khơi nguồn chiến tranh.
David không có vội vàng để mà đến gia đình của ông Hanun này. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy như thế nào? Chúng ta để ý Samuel thứ nhì đoạn 10 bắt được đầu từ câu số 6. Khi dân Amnon thấy mình bị David gớm ghét, bèn sai người đi chiêu mộ dân Syri ở Beseroth và ở Soba, số chừng 2 vạn lính bộ, lại chiêu mộ vua Maaca với 1,000 và 1,200 người ở xứ tốt. Đúng là khơi nguồn chiến tranh. Cái ban đầu nó là xuất phát là cái gì anh chị em? Đi đám tang. Ban đầu là gì? Là quan tâm. Ban đầu là gì? Là chia sẻ. Ban đầu là gì? Bày tỏ sự cảm thông. Nó xuất phát từ tốt hay là xấu đấy? Nhưng mà chỉ cần một cái sự nghi ngờ, sự hiểu lầm sinh ra khơi nguồn chiến tranh. Ở trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho bất cứ tư tưởng nào xấu xa nó khơi nguồn chiến tranh trong Thessalon, nó sẽ bị chấm dứt ở trong danh Chúa Giêsu. Nhưng danh Chúa Giêsu tôi công bố bất cứ điều gì nó khơi nguồn làm cho vợ chồng với quý vị bị cãi nhau, chống đấm nhau, nghi ngờ nhau sẽ bị chấm dứt ở trong danh Chúa Giêsu. Và nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị được sự sáng suốt từ Đức Chúa, đừng hiểu lầm người khác, đừng khơi nguồn chiến tranh với người khác. Khi có một người nào đến chuẩn bị khơi nguồn chiến tranh với quý vị thì quý vị bình tĩnh cầu nguyện hỏi rằng tư tưởng Hanun hay gì đây? Chúng ta hãy nói hỏi người bên cạnh tư tưởng Hanun hay gì đây, thì người đó hiểu rằng tôi không phải có ý như vậy, đúng không? Đừng có làm xúc phạm đến tôi tớ của tôi, đừng có cạo một nửa rau, cắt nửa áo rồi sỉ nhục tôi. Nhiều người lấy ơn trả oán, nhưng mà ngược lại những người lấy oán trả ơn. Chàng hỏi người ta đi dự đám tang ba của mình cảm ơn tiếng đi, thì mọi chuyện đó tốt lành rồi, có mất mới gì, đúng không anh chị em? Người ta giúp đỡ mà mình cảm ơn một tiếng thì mọi chuyện đó có tốt lành rồi, đâu có gì đâu. Nhưng mà tại nghi ngờ, tôi nhân danh nhân Giêsu tôi cầu nguyện tâm trí nghi ngờ lui ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Những ai nghi ngờ về tình yêu của Chúa dành cho quý vị, lui ra khỏi trong danh Chúa Giêsu. Những ai nghi ngờ về các cuộc sống đối với mình, hãy lui ra khỏi, amen. Và hãy mở tâm trí và thấy được rằng cái tình thương, cái động cơ người khác đối với mình là gì, anh chị. Hãy nhìn nhận được bên trong cái động cơ của người ta đối với mình là gì. Có nhiều người có thấy tôi đến giảng đạo, tôi là không tin lành để dụ dụ làm cái gì, đúng không? Toàn là già quách chú đế rồi rụng răng rồi mới trơn đứng đi không nổi, tôi dụ lấy bộ xương gì lắm hải cốt à, làm gì? Hỡi anh chị em, những người tin lành họ được tình thương của Chúa, họ biết ơn Chúa, họ ra đi giảng tin lành, họ giúp đỡ, họ giúp đỡ là họ biết ơn Chúa chứ không phải là dụ dỗ, amen. David tại đây biết ơn vì vua cha đã từng giúp ơn cho David, David trả ơn. Nhưng mà những người khơi nguồn chiến tranh, ta lắc vai người bên cạnh đó, đừng khơi nguồn chiến tranh với tôi, amen. Đừng khơi nguồn chiến tranh với tôi, đừng khơi nguồn chiến tranh với tôi, đừng khơi nguồn chiến tranh với tôi nha, amen. Tôi giảng những điều này là tôi muốn rất khích lệ quý vị, xin quý vị nghe cũng đừng khơi nguồn chiến tranh với tôi nữa, amen. Đã rồi, xong là gì quý vị? Sợ, sợ làm gì? Đi rủ quá nhiều người luôn. Chiêu mộ quá chừng phe, chiêu mộ nào là phe ở Syri rồi Beribot rồi Maaca rồi quá chừng rồi sứ tốt quá chừng, mỗi lần chiêu mộ vậy có tốn kém không quý vị? Đâu mà nói không không, người ta tới người ta giúp đỡ mình đâu, đúng không? Muốn như vậy để làm gì? Tốn thêm một mớ tiền để mà đút lót cho bên kia, trả tiền cho người kia để đi đến tính thuê cho mình. Cho nên một lần nữa tôi nói với anh chị em rằng từ cái chỗ nghi ngờ sinh ra tốn kém. Chúng ta nói này, nghi ngờ sinh ra tốn kém. Tin cậy nhau sinh ra phước hạnh. Người nào càng tin cậy nơi Chúa, người đó càng được phước hạnh. Người nào càng nghi ngờ, càng tính toán, người đó sẽ bị hao tổn. Càng sợ hãi, càng cố gắng để chiêu mộ quân về phía bên mình, chiêu mộ, chiêu mộ, chiêu mộ, càng gặp rắc rối nha anh chị em. Càng gặp rắc rối. Cho nên nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ cho tôi và anh chị em á, hãy trông cậy nơi Chúa, đừng có kéo người ta đông về phía phe mình để tấn công người khác. Mình đâu biết tại đây là người vô tội. Không không mà đi giữ cái đám tang vậy bây giờ là sỉ nhục tôi đã chưa đủ, giờ thuê người ta đánh tôi nữa. Trời ơi, theo ví dụ như lo ở Việt Nam mình có cái trò gì vậy, thấy người ta bị té dọc đường á, cái thương xót vô đỡ giùm cái chỏ cho bệnh viện giùm, thế là gia đình bắt người này phải nuôi trọn đời luôn, kêu công an bắt luôn, rồi coi như là nhiều người bị oan ức một cách kinh khiếp vô cùng, riết hồi là cái lòng tốt người ta nó bị khựng lại, đúng không anh chị em? Thấy té không dám đỡ, đỡ là nó đổ thừa cho cha nội này đó, nó phiền lắm mệt vô cùng. Vừa rồi chúng tôi đi qua Campuchia, cái
chúng tôi đi như vậy thì có một người cho chúng tôi một ít trái cây ngon lắm. Mỗi bữa cơm như vậy chúng tôi đem trái cây ra ăn. Và chúng tôi đang ăn ăn uống như vậy thì có một số đứa trẻ nó tới. Thì thấy như vậy thì một người chị em mới tách ra một nửa trái cây cho chúng nó ăn. Thì như vậy lòng chúng tôi tốt hay xấu cái gì? Thay vì nó ăn nó làm gì quý vị biết không? Nó đem trái cây đó, nó rút nó trộn với nhau. Đồ ăn của chúng tôi mà chúng tôi cho chúng nó, chúng nó không ăn mà nó trộn nhau. Nó mấy đứa nó là không được học, mấy đứa nó lang thang ngoài đường á, nó khơi mòn chiến tranh. Làm cho chúng tôi khựng lòng lại. Chúng tôi nói trong lòng là mày mốt không cho tụi nữa. Đúng không chị? Nhiều người nghèo hôm nay giả vờ đang mạnh mẽ vậy, giả đầu cờ lết vậy cho người ta giúp xong đứng dậy này, nhảy từ từng hơn ngàn này, làm cho lòng cho người ta bị khép lòng lại. Chúng ta biết là nhiều người nghèo đang quá lợi dụng lòng tốt người khác, làm cho lòng tốt của nhiều người đã bị đóng khép lại. Nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em được Chúa soi sáng, chỗ nào có nhu cầu thật là chúng ta phải giúp trong tình yêu thương của Chúa Giêsu. Còn những con người nào lợi dụng thì xin Chúa ngài soi sáng cho chúng ta, cần phải tránh ra những con người đó. Chứ không phải chúng ta thấy như vậy lòng chúng ta khép luôn nha anh chị em. Nhưng mà sau buổi tối đó chúng tôi qua ngày mai, chúng tôi vô trong đó chúng tôi giúp quá chừng luôn, mà giúp trong sự vui vẻ cho mai khép lòng lại, đúng không chị em? Con cảm ơn Chúa, Chúa muốn mỗi người trong chúng ta thấy điều đó. Rồi điều gì nữa? Chúng ta đọc từ câu số 7 ra đi của Samuel thứ gì đoạn thứ 10. David hay được điều đó, liền sai Joab là một tướng đó, và các dũng sĩ của đội binh đi đánh với chúng. Dân Ammon kéo ra dàn đặt tại cửa thành. Ồ, là tại cái kinh đô cửa thành ra mắt Ammon, là kinh đô của dân Ammon á. Còn dân Syri ở Soba và ở Soreb, những người ở Tốt và ở Maaca đều đóng riêng trong các đồng vắng. Để bắt đầu khơi nguồn chiến tranh. Chiến tranh nó xảy ra khi nào anh chị em? Chỉ cần một cái lời, cái chỗ nghi ngờ, một cái lời nói không đúng, một cái sự thiếu tin tưởng, sinh ra chiến tranh. Hỡi anh chị em, tôi cầu nguyện cho bất cứ những người nào đang nghe hôm nay, nếu cái tư tưởng nào trong chúng ta mà bắt đầu không đúng mà nó khơi nguồn chiến tranh, thì chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện dập nó từ trong tư tưởng của mình ngay. Hội thánh mà chia làm hai phe thì còn hội thánh đâu anh chị em? Chàng ơi, đã là hội thánh là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời hiệp một, hội thánh là nơi để bày tỏ tình yêu thương, hội thánh là nơi để được an ủi và nhắc nhở, hội thánh là nơi để mà gầy dựng để bày tỏ thân thể của Đấng Christ. Mà trong hội thánh mà còn chia xe phe rẽ phái là không còn thuần túy. Cho nên chúng ta nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng hội thánh Salom không có phe một phe hai, không có hiệp ba hiệp bốn, chỉ hiệp một trong tình yêu Chúa Giêsu mà thôi. Bất cứ một điều gì mà gây rối loạn, làm cho chia phẻ, làm cho căng thẳng, chúng ta biết là điều đó là không đến từ Thiên Chúa. Dàn cặn để bảo vệ đấy. Rồi cuối cùng này hù dọa David đổ thứ hết. David ông giận lắm anh chị em, ông tức lắm á. Thiệt tình tôi muốn làm tốt cho nó mà không chịu. Nó muốn cái gì đâu mà. Có nhiều người ngày hôm nay vậy á, người ta muốn tốt đến mình không chịu. Cứ nghi ngờ làm gì đâu mà. Thậm chí mình đem quà mình cho họ, họ nghi ngờ không biết cái gì nữa. Tại vì sao? Nhiều người tập ác lắm. Lâu lâu cái tự nhiên cái điện thoại tôi nó gọi lên, cái tôi thấy số lạ bắt máy. Tôi bắt máy về sau nó làm bắt đầu giới thiệu này, nó rủ tôi vô bán đa cấp, rồi nó rủ tôi mua đất đai, rồi rủ tôi là gì chơi chứng khoán gì tùm lum. Tôi biết hồi tôi nghe ba điện thoại tôi mệt quá, tôi không muốn nghe nữa. Cái một ngày khi tôi có cuộc điện thoại gọi lên, tôi nghĩ chắc đa cấp phải làm gì nè. Cái rồi là tôi không bắt máy, cứ gọi tiếp nữa tôi hơi bực mình, cứ gọi cái nữa tôi tắt luôn. Sau cái tôi nhóm xong tôi gọi lại, tôi coi thấy ai đây, cái đầu dây quý vị biết ai không? Thầy Phong, tôi là Nương nè, Nương thì Nương bên Campuchia đó. Chết mẹ ơi, thiệt tình luôn á. Chị gọi cho tôi, chị gọi hoài. Tại vì tôi muốn mua con gà mà tôi muốn hỏi cô Hiền là kho gừng hay là kho mặn. Tôi biết các chị em xuống dưới làng hầu chú cực, cho nên tôi muốn đãi cho các chị em một con gà. Thèm hơi thiệt tình luôn. Hầu mình bắt điện thoại rồi toàn gặp thứ gì đâu mà. Mà tới hồi có người fan của mình á, người mình thương yêu, người mình biết ơn á, là không bắt máy. Mà cuối cùng tôi giận cho nó, cứ này tôi chặn cái số này luôn. Ấy giờ gọi là tôi là Nương rồi thầy. Bó tay luôn. Cho nên mình thấy được cái lòng tốt của người ta, nó lẫn lộn đủ thứ chuyện á. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta nên bình tĩnh trong mọi chuyện. Hãy lắc vai người bên cạnh, bình tĩnh trong mọi chuyện. Amen. Bình tĩnh trong mọi chuyện. Nói người bên cạnh không phải ai cũng xấu hết đâu. Nói người bên cạnh này không phải ai cũng xấu hết đâu.
Đúng không chị? Biết đâu có một ngày nào đó có người thân quý vị gọi quý vị xin Chúa giúp đỡ. Rồi quý vị để ý tiếp theo nha. Câu số 9. Joab thấy quân giặc hãm đánh bằng đằng trước và đằng sau, bèn chọn những người lính trong đạo tinh binh của Israel và dàn binh đó ra cùng dân Syria. Bắt đầu khơi gọi chiến tranh bắt đầu nổ ra nè. Còn binh lính còn lại người trao cho Abishai em mình đặng bày trận đối cùng dân Ammon. Rồi chiến tranh sắp sửa ra. Người nói cùng Abishai rằng: nếu dân Syria mạnh hơn anh á, em sẽ đến giúp anh. Nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em á, anh sẽ đến giúp em. Chúng ta cùng đọc chung với tôi câu số 11 một cách mạnh mẽ. 2, 3. Người nói cùng Abishai rằng: nếu dân Syria mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh. Nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Kinh Thánh được chép vào trong Châm Ngôn đoạn 17 câu số 17 rằng: bạn hữu thương mến nhau luôn luôn, anh em sinh ra để giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Bạn hữu thương mến nhau luôn luôn, anh em sinh ra để giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Chúng ta thấy là cái lời tâm tình tại đây trong câu số 11 vô cùng tuyệt vời. Người nói cùng Abishai rằng: nếu dân Syria mạnh hơn anh á, em sẽ đến giúp anh. Nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em á, anh sẽ đến giúp em. Tôi cầu nguyện cái tinh thần mà tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đầy dẫy trên anh chị em trong phần thánh salon. Nếu Rafa mạnh, hãy đến giúp đỡ Judy đi. Nếu Judy mạnh, hãy giúp đỡ Nixie đi. Nếu Nixie mạnh, hãy giúp đỡ trên Vĩnh Lộc đi. Nếu Vĩnh Lộc mạnh, hãy giúp đỡ ở ngoài Tân Bình đi. Nếu chúng ta có tinh thần hỗ trợ cho nhau, điền vào chỗ trống cho nhau, nâng đỡ nhau, tôi tin chắc rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được bành trướng rất là mạnh mẽ. Nếu trong gia đình mà ông chồng nói rằng là cái điểm nào anh mạnh anh sẽ giúp đỡ cho em, và người vợ nói là chỗ nào mà anh yếu em sẽ giúp đỡ cho anh, nếu vợ chồng mà hỗ trợ nhau như vậy, tôi đảm bảo vợ chồng nó sẽ hạnh phúc và gia đình nó sẽ thành công. Amen. Amen. Người vợ có thể nói là như vậy nè: nếu em nấu ăn ngon, ông chồng nói anh sẽ ăn phụ em. Đúng không? Ăn xong đó là anh mạnh, anh vui lòng bưng vào một chén anh đi rửa đi, anh sẽ giúp đỡ cho em. Vợ chồng con cái như vậy là tuyệt vời nha anh chị em. Đừng có hằng học với nhau, đừng có khơ mồi chiến tranh, đừng có khen bóng khen gió, đừng có giận trước giận sau, rồi chờ nó bóng nó gió, rồi gây khơ mồi chiến tranh, rồi chiến tranh lạnh có, chiến tranh nóng có, rồi bùng ra rồi chén bay, đĩa bay, ghế bay, rồi máu chảy, ba cái chuyện lắm. Nhân dân cho Giê-xu chúng ta cầu nguyện cắt đứt ra khỏi tâm trí và tấm lòng của hội thánh của Ngài. Amen. Wow, hai người này nói: nếu mà anh mạnh thì anh hãy đến giúp đỡ cho em, mà nếu em yếu anh sẽ đến giúp đỡ cho em, giúp qua giúp lại. Đó là trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Làm thế nào để chiến thắng trong sự chiến tranh, làm thế nào để cho gia đình được hạnh phúc, làm thế nào để cho hội thánh được phát triển, thì nhờ ơn Chúa chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Amen. Nếu anh đi truyền giáo mà tôi đi không được thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Amen. Nếu anh đi truyền giáo mà tôi đi không được, tôi không cầu nguyện cho anh được là gì? Tôi hỗ trợ về tài chính cho anh nữa. Amen. Được không anh chị em? Hoàn toàn được. Tôi nói anh chị em, nếu như hội thánh Salon này, một trong những người mà chúng tôi đi rất là nhiều, nhưng mà nếu mà không có những người âm thầm đứng sau yểm trợ thì làm sao có tài chính để mà đi? Amen. Nói thiệt đi, đúng anh chị em? Amen. Mà nếu mà có tài chính mà không có người đi thì như thế nào? Cũng không được. Mà nếu mà có người có dân tài chính, có người đi mà thiếu người cầu nguyện thì như thế nào? Amen. Đi gì mà quỷ muốn tè thù thờ tả? Nó là như vậy. Cho nên trong hội thánh cần những con người ra đi, cũng cần những con người dâng hiến, mà cũng cần những con người cầu thay nữa anh chị. Trong hội thánh cần lẫn nhau, lắc vai người bên cạnh đó, tôi rất cần bạn, tôi rất cần bạn. Rồi chúng ta hỏi người bên cạnh rằng: còn bạn có cần tôi không? Còn bạn có cần tôi không? Tôi có thể nói với bạn Hiền, bạn Thắng, bạn Tâm rằng tôi rất là cần các bạn. Nhưng mà tôi hỏi các bạn có cần tôi không? Bạn ấy cần, còn mấy bạn ấy không cần. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta. Tôi chia sẻ điều này để nhắn nhủ với tất cả mọi người là gì? Chúng ta một cây làm chẳng lên đâu. Đúng không anh chị em? Một cây chúng ta làm không hết việc đâu, mà ba cây chụm lại thì mới nên hồ núi cả. Hãy giúp đỡ lẫn nhau, hãy yểm trợ cho nhau. Điểm nào mà chúng ta mạnh đó thì chúng ta nên yểm trợ người khác. Có những người á, họ không cầm mic nào hát thôi, họ hát một cái rồi đảm bảo tường cũng sập nữa, rùi cũng chạy bên biến mất tiêu nữa. Nhưng mà nếu họ yếu lĩnh vực đó, chúng ta đừng nên chỉ trích tấn công họ, nhưng mà chúng ta hỗ trợ cho họ. Amen anh chị em. Còn có những người phải ngồi đến cái đường
thì mọi người có thể được phước qua tiếng đờn đó. Chúng ta không dùng cái sự đờn đó mà chúng ta kiêu ngạo tấn công người khác. Có thể người thì giỏi đờn nhưng mà giỏi về kỹ thuật thì sao? Đúng không? Cũng có người giỏi về kỹ thuật mà giỏi là những lĩnh vực khác. Đức Chúa Trời đã đặt để trong xã hội này như vậy đó. Người giàu cần giúp đỡ cho người nghèo, và người nghèo cần sự giúp đỡ của người giàu. Người chủ cần những người đề tới làm con, mà người làm con cần người chủ sai mướn họ để có công ăn việc làm. Trong hội thánh cũng vậy, không phải ai cũng là người mạnh mẽ hết. Có những người mạnh mẽ chúng ta để trong hội thánh mạnh mẽ để chúng ta chia sẻ an ủi những người yếu đuối. Nhưng mà trong hội thánh ai cũng mạnh mẽ thì lấy đâu yếu đuối? Nhưng mà trong hội thánh cũng có những người yếu đuối để chúng ta nâng đỡ họ. Đúng không chị em? Trong hội thánh cũng có những người giàu, nhưng cũng có những người. Tại sao vậy? Vì Chúa muốn chúng ta có cơ hội để quan tâm, và có cơ hội chúng ta cần sự giúp đỡ lẫn nhau. Nếu ai cảm thấy mình mạnh hết, ai cảm thấy mình giàu, không cần nhau thì không còn hỗ trợ cho nhau. Cho nên Đức Chúa Trời muốn phán với Adam là gì? Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm đến một kẻ giúp đỡ giống như nó. Như vậy là Đức Chúa Trời đặt để trong hôn nhân, người vợ giúp đỡ người chồng, và người chồng cũng cần phải giúp đỡ người vợ nữa. Vì thường bảo người vợ là phải yếu và họ cần được sự giúp đỡ. Những người nam vai u thịt bắp có sức mạnh thì cần phải làm những cái lĩnh vực nào của người nam có, còn những người nữ họ rất là dịu dàng và tỉ mỉ, họ sẽ làm những việc để giúp đỡ người chồng. Hãy giúp đỡ qua lại giống như những người đang nói chuyện này. Nếu mà anh mạnh thì anh sẽ giúp đỡ cho em, mà nếu mà em yếu anh sẽ đến giúp đỡ cho em. Hãy hỗ trợ nhau như vậy á, thì tôi thiết nghĩ rằng Đức Chúa Trời rất là đẹp lòng để làm cho chiến tranh nó giảm xuống. Làm thế nào để cho chiến thắng được chiến tranh? Tranh là cần phải hổ tương cho nhau. Amen ơn chị em. Khơi nguồn chiến tranh, hồi nãy giờ mình thấy rằng là từ bên ngoài không ạ? Trong dòng họ đâu biết không có. Anh em với nhau họ rất yêu thương nhau, đúng không? Nhưng mà chiến tranh nó khơi nguồn từ ông nào? Bắt đầu từ khi nào? Từ những người lính của ông Hanun đó. Rồi sau đó ông này ông nghe lời. Cho nên tôi cầu nguyện cho những người đang có mặt ở đây là chúng ta cũng đừng vội vàng nghe lời những người nịnh thọt. Amen. Chúng ta cũng đừng vội vàng nghe lời những con người bên ngoài, người yếu đuối, những người xác thịt, những người nghi ngờ, những người hay nghi ngờ. Giờ chúng ta nhiều nghi ngờ lắm. Anh chị em hãy nhìn nhận là trong người thân trong gia đình chúng ta, mặc dù nó thì vậy, nhưng mà đụng chuyện người thừa thân ruột trong gia đình chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta. Quý vị nhớ gì đó? Quý vị nhớ đó. Cho nên tôi nói anh chị em là hầu vì Chúa, mà có một số người nói là tôi chỉ có hầu thánh được rồi, còn vợ con anh em tôi bỏ. Tôi nói anh chị em sai lầm. Sai lầm. Hầu thánh chúng ta rất là cần, nhưng trong anh chị em, vợ chồng, con cái trong gia đình, chúng ta còn cần hơn nữa anh chị em. Nó phải bảo vệ, nó phải mạnh mẽ từ trong gia đình chúng ta trước anh chị em. Có những ông ấy nhậu nhạt la lối sùm, bạn bè ổng rủ vậy á, nhưng mà tới khi bảo bị tai biến, bị bệnh á, vợ là người vô bệnh viện nuôi. Tìm mấy nhậu còn lâu mới có, đúng không? Tìm mấy bạn nhậu còn lâu mới có. Nhưng mà ai sẽ là người chăm sóc quý vị trong lúc nằm bệnh viện? Là vợ, là con của quý vị, là chồng, là con của quý vị, là những người thân nhất trong gia đình của quý vị. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta cần phải biết được rằng David đang xây dựng một cái gia đình, xây dựng một cái quân đội, và dùng những người thân, nào là Joab, nào là Abishai, nào là những người anh em với nhau vậy á, bảo vệ cho nhau, hỗ trợ cho nhau để dập tất cả những khơi nguồn chiến tranh tấn công vào trong vương quốc của David. Amen. Điều này muốn nhắn nhủ với chúng ta một điều, bài học điều gì nữa? Muốn bảo vệ một gia đình bình an, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa mà tôn trọng những người ruột thịt của mình. Amen. Đừng bao giờ những người trong hội thánh Salo mà tấn công lẫn nhau. Bầu ơi thương lấy ví cổ, tuy rằng khác giống nhưng chung một dè. Amen. Gà cùng một mẹ, chớ ngoài đái nhau. Ai mà khơ nguồn mà nói xấu anh em trong hội thánh Salo là tôi nói anh chị là sai trật rồi. Đúng không chị em? Cái người ngoài gia đình đó, thì những người trong hội thánh đó, những người thương thật quý vị là những người trong hội thánh Salon với nhau. Amen. Quý vị cần đám tang, cần đám cưới, cần có việc gì, ai là người sẽ đứng ra ủng hộ quý vị? Amen. Quý vị sẽ nhìn thấy. Đúng không chị em? Thật sự vậy. Đó, thật sự vậy. Từng sự việc. Cho nên vui lòng hãy biết được là đâu là kẻ thù và đâu là người chúng ta cần phải hỗ trợ. Amen.
Tôi thấy có nhiều người ngộ lắm. Anh em ruột với nhau vậy, sống chết có nhau. Nhưng mà cuối cùng được một chút xíu, đi ra chơi bạn bè xả láng luôn. Chơi bạn bè mà chơi mát tay luôn. Chơi với bên ngoài chơi mát tay luôn. Về trong nhà tính toán tình đồng với anh em trong gia đình. Cái sau khi chơi với bạn bè te tua tơ tả, giống như con người con trai con đàn á, te tua tơ tả ăn xài, cuối cùng hết xíu quách rồi, cạn kiệt rồi, quay về cha mình là người chăm sóc mình, người thân của mình là người chăm sóc mình. Cho nên anh chị em là những người trong hội thánh Salom, chúng tôi vẫn tiếp tục đưa cái tư tưởng này vào trong anh chị em. Trước là Chúa, sau đó là trong hội thánh, chúng ta cần phải bảo vệ cho nhau, yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau và nâng đỡ cho nhau trong những ngày chúng ta sống tại nơi đất này. Cho nên bất cứ một cái tư tưởng nào mà khơi nguồn chiến tranh thì chúng ta nhờ Chúa dập ngay. Nếu có một người nào đã bắt đầu khởi nguồn muốn nói xấu một người nào trong hội thánh, tôi khuyên anh chị em hãy học như David, khoan nghe cái đã, khoan giận cái đã, hãy xem xét như thế nào. Và cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu ngài bảo cho chúng ta rằng tại vì các ngươi yêu thương nhau mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta, môn đồ đệ của ta. Cho nên tôi rất cảm động cái câu kinh thánh là người nói của Abisai là nếu mà dân Syria mạnh hơn anh á, em sẽ đến giúp anh, nhưng nếu mà Amon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Chúng ta cùng đọc câu số 12 nè, đánh khích lệ chúng ta câu 12, 2, 3. Hãy vững lòng bền chỉ, đánh giặc các can đảm, vì dân sự ta và các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức Sơ Ba làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Amen. Hãy vững lòng bền chỉ, hãy đánh giặc một cách can đảm. Vì ai? Vì dân sự của ta, vì hội thánh của Ngài. Amen. Vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta, không chỉ là cá nhân mà cả tập thể. Hãy đi ra truyền giáo theo tinh thần tập thể. Amen. Hãy mở hội thánh theo tinh thần tập thể. Amen. Và chúng ta biết rằng có những đội bóng họ chơi như vậy á, và thậm chí là chạy đua như vậy á, người ta ban thưởng không phải là ban thưởng cho một cá nhân mà ban thưởng cho một tập thể. Amen. Có những cái giải tập thể đó. Vừa rồi thì SEA Games á, ở bên Campuchia có một cái cô kia của chạy đó, chạy rồi chạy tiếp sức đó. Ví dụ như chạy khoảng chừng 500m dừng lại đưa cho người khác chạy, cầm cái chạy tiếp. Nhưng mà cô nó còn khoảng độ gần 100m nữa, cô chạy cô đập cái chân một cái, cô gãy cái giò, gãy cái chân á. Thì như thế nào? Thay vì cô bỏ cuộc, nhưng mà cô vừa bò, vừa lớn, vừa trăng, vừa khóc để vượt được tới đất kia, để rồi trao cái chai tiếp cho người khác chạy đó. Không bỏ cuộc, không có làm cho đội của mình bị thua, bằng mọi cách vượt lên chính mình. Và cô nói anh chị em rằng trong cái kỳ SEA Games đó, bao nhiêu lời khen, lời tặng, lời tôn đều đổ về cái cô ấy cả. Một cái tinh thần đồng đội, một tinh thần thể thao vì màu cờ và sắc áo, quyết định chịu thua, chịu thiệt để vượt lên trao cái cờ cho người khác. Thì tôi cầu nguyện cái tinh thần đó cũng đang ở trên hội thánh Salom. Chúng ta làm việc gì hãy nhớ đến danh Chúa. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là bất cứ việc gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, cũng đừng làm gương xấu cho người Gà-rét, nhưng mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa làm sáng danh Đức Chúa Trời gì anh chị. Khi tôi làm một việc gì đó, bản thân của tôi ngày hôm nay tôi muốn làm một việc gì đó, tôi xem xét thử sau khi tôi làm việc này, tôi hành động như thế này, tôi nói những điều này, liệu những điều đó danh của Chúa có được vinh hiển hay không. Khi tôi làm những điều đó, tôi nghĩ như thế này, liệu vợ con tôi có được vui mừng trong hành động của tôi không? Cho nên mỗi lần tôi hớt cái tóc xong về, tôi kêu vợ con tôi lại, tóc này được không? Con trai tôi bảo là đợt này bà hớt cái vẻ đẹp hơn được trước đó bà. Vì người ta trắng mạnh chứ không còn tí mạnh nó ra làm gì. Các con tôi rất là thương tôi, đúng không con? Rất là thương ba. À, ba mà sáng sủa thì các con cũng vui mừng, còn ba buồn thì các con cũng không vui nữa. Cho nên điều tôi muốn nói anh chị em rằng từ cái hớt tóc cho đến cách ăn mặc, các con tôi, vợ tôi cũng góp ý cho tôi. Sáng nay vợ tôi góp ý, anh ơi, cái quần hôm qua anh mặc nó có thấy gọn đẹp hơn cái quần sáng nay, nhưng mà quần qua anh giặt rồi em, cho nên mặc quần này chứ à. Cái điều tôi vui là gì? Vợ con tôi quan tâm tôi từng chi tiết, qua đó để nhắc nhở cho tôi một lần là gì? Con ơi, mọi việc con làm đừng làm tổn thương những người thương yêu con. Khi tôi nghĩ đến vợ con tôi dám làm bậy không anh chị em? Khi tôi nghĩ đến danh của Chúa tôi dám làm bậy không anh chị em? Khi tôi nghĩ đến hội thánh yêu thương tôi như thế này mà tôi làm một điều gì đó mà cho hội thánh bị cảm thấy bị hụt hẳn vì tôi á, là tôi không những có tội trước vào Chúa mà tôi cũng có tội trước hội thánh của Chúa. Nên nhờ Chúa tôi giữ lòng của tôi, xin Chúa giúp đỡ chứ không ai tốt chuyện này. Cho nên lời kinh thánh bảo này, hãy vững lòng bình chí, hãy đánh giặc một cách can đảm, vì dân ta và vì thanh của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời làm
theo ý Ngài đã làm phải. Amen. Đoạn Gioáp và quân lính theo người đi đến gần giao chiến cùng dân Syri, chúng chạy trốn trước mặt người. Bây giờ vì dân Moab thấy dân Syri chạy trốn thì chúng cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai vào trong thành. Gioáp lìa khỏi dân Ammon mà trở về Jerusalem. Dân Syri thấy mình bị dân Israel đánh bại bèn nhóm lại. Adadeser sai chiêu dân Syri ở bên kia sông. Chúng nó đến Helam, có Sobab làm tổng binh của Hadadeser quản xuất. Nghe tin này, David hiệp lại cùng hết thảy Israel đi ngang qua sông Jordan, kéo đến Helam. Dân Syri dàn trận ra đối cùng David, giao chiến cùng người, nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của Syri và 40.000 lính kỵ. Người cũng giết luôn Sodab tổng binh của chúng nó và nó chết tại nơi đó. Quý vị thấy không? Khơi nguồn chiến tranh ích lợi cho ông chị em, từ chết cho đến chết và đến chết. Khi các vua chư hầu của Hadarezer thấy mình bị Israel đánh bại thì lập hòa với Israel và phục dịch họ. Dân Syri không còn dám giúp dân Ammon nữa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cuối cùng, người hòa bình là có phước. Amen. 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 Người nào nghi ngờ, người nào khơi nguồn chiến tranh, người nào gây chiến tranh ra, người đó bị thiệt hại. Amen. Tôi thấy có những người tổ chức đánh lộn nhau, cuối cùng thì sao? Người bị thương, kẻ ở tù, người bị chết chóc, đủ thứ chuyện hết. Còn những người mà đóng cửa, trốn trong nhà, cầu nguyện hoặc là kêu gọi với chính quyền, người đó được bình an vô sự. Cho nên vô danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho chúng ta thấy được các hậu quả của sáng nay. Khơi nguồn chiến tranh nó xuất phát từ cái gì anh chị em? Thiếu tin tưởng nhau, thiếu cái sự tôn trọng nhau, nghi ngờ nhau, rồi tốn kém, rồi chết chóc, rồi đau khổ. Rồi nhưng mà cái dân mà những tác giả đánh thuê không còn dám đến giúp dân âm mồm nữa. Dân Syri sẽ không còn giúp nữa. Chúng ta cầu nguyện quấn tan tất cả những cái con người nào mà ma phải, những con người mà định thần, những con người mà chém đồ sống, ngược đồ gió gì đó, những con người đó chúng ta sẽ cầu nguyện không còn có trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy để dân của Đức Chúa Trời được bình yên thờ phượng Chúa. Amen. Đừng có khơi nguồn, đừng có chiến tranh, đừng có gây rắc rối nữa, nhưng mà phải đem sự hòa bình cho dân của Đức Chúa Trời. Amen. Qua bài học này chúng ta học điều gì? Xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta cần phải có sự tin cậy nơi Chúa. Amen chị em. Đừng nghi ngờ về lòng tốt người khác. Nhưng mà khi có sự việc xảy ra, xin Chúa giúp đỡ chúng ta cần phải có sự hỗ trợ cho nhau để đập tan quân thù. Amen. Và chúng ta sẽ cầu nguyện cho những con người nào tìm cách mà gọi là đi đánh thuê, đánh mướn, làm rắc rối với dân Israel, chúng nó sẽ bị bại hoại trước danh của Chúa Giêsu đấy. Chúa ban phước cho chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện và nói cảm ơn Chúa. Chúa giúp cho con qua bài học này con tỉnh táo. Chúa giúp cho con không nghi ngờ vợ con, không nghi ngờ chồng con, không nói xấu về những hành động mà người khác đã có ý làm tốt trên cuộc đời của con. Hallelujah. Chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta đã từng có những tư tưởng sai về vợ của mình, sai về chồng của mình, đem cái sự khơi nguồn chiến tranh, thì ngay trong giờ này chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài tha thứ. Chúng ta ăn năn để Chúa tha thứ. Nếu chúng ta đã từng nghi ngờ về mục sư, nghi ngờ về hội thánh, nghi ngờ về những người đồng lao mà làm cho chúng ta bị bất an, khơi nguồn chiến tranh, thì ngay trong giờ này chúng ta phải nhờ Chúa mà dập tắt năng hàng trong giờ này. Nếu chúng ta là những con người mà đã từng bị tổn thương thì chúng ta hãy cầu nguyện tha thứ và xin Chúa ngài chữa lành vết thương lòng của chúng ta ngay trong giờ này anh chị em ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô cảm ơn ngài Chúa Giêsu, Chúa giúp đỡ chúng con ngay trong giờ này. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa giúp đỡ chúng ta ngay trong giờ này. Ô cảm ơn Chúa, ngài ban ơn, ngài chúc phước cho dân sự của Đức Chúa Trời qua bài học buổi sáng này. Chúa giúp đỡ cho chúng con hiểu được lời của Chúa và làm theo lời của Chúa và không có nghi ngờ sự giữ Chúa ơi. Ô tình yêu thương không nghi ngờ sự giữ, không nóng giận. Hallelujah. Ô không có làm điều không công bình Chúa ơi, nhưng mà tình yêu thương thì phải vui trong công bình, vui trong chân lý. Ô không trong lẽ thật, Chúa ơi, con cảm ơn cha. Danh Chúa Giêsu, con cảm ơn ngài. Chúa giúp đỡ cho dân sự của Chúa Trời buổi sáng này hiểu được lời của Chúa Trời, để đời sống chúng con không bị chiến tranh, đời sống chúng con không có những sự rắc rối, đời sống chúng con không có những cái sự mà đầy dẫy những sự đau thương. Chúa ơi, con cảm ơn cha. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.